Chào mừng các bạn quay lại kênh Kim Chi nói về đời sống và ẩm thực tại Hàn Quốc. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm thịt cốt lết chiên giòn rất thơm và ngon. Theo mình biết thì món ăn này xuất xứ từ nước Áo, sau đó lưu hành sang Nhật Bản và đến Hàn Quốc. Và đây cũng là một món ăn mà người Hàn, già trẻ bé lớn đều thích cả nhé các bạn. Để chuẩn bị cho món này mình có thịt cốt lết, bột cà ri, bột chiên xù, bột mì, hai cái trứng và chuẩn bị cho món salad thì mình có một ít bắp cải, bắp hộp và nước sốt mayonnaise. Nước sốt đen này thì mình để chấm thịt ăn nha các bạn. Thịt này mình mua ở siêu thị về cho nên là người ta đã dằn thịt qua rồi. Còn nếu như không thì mình phải dằn sơ qua để cho thịt mềm nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ ướp thịt qua bột cà ri để khử đi mùi tanh của thịt. Mình sử dụng bột cà ri Hàn Quốc nha các bạn, thì bột cà ri Hàn Quốc là nó có sẵn cái vị mặn rồi cho nên mình không cần phải xài thêm muối. Còn nếu như mà các bạn dùng bột cà ri Việt Nam thì các bạn phải bỏ thêm muối vào nha các bạn. Quậy đều hai cái trứng gà. Trước tiên sẽ tẩm thịt qua bột mì. Sau đó tẩm đều cả hai mặt vào trứng gà nha các bạn. Và sau đó mình sẽ nhúng phần thịt này lại một lần nữa với bột mì và trứng gà. Nếu như chúng ta làm như thế thì khi chúng ta chiên, bột chúng ta sẽ dính đều và dày hơn và miếng thịt của chúng ta sẽ rất là giòn và ngon nha các bạn. Tiếp đó mình sẽ tẩm đều với bột chiên xù. Các bạn nhớ dùng tay của mình đe đe cho thật chặt để bột được dính vào chặt nhé các bạn. Mình sẽ cho dầu vào chảo và đun lên. Để kiểm tra nhiệt độ của dầu thì bạn cho vào một ít bột chiên. Khi bột lắng xuống rồi nở lên thì nhiệt độ thích hợp để mình chiên nhé các bạn. Mình sẽ chiên chín đều cả hai mặt. Trong quá trình chiên thì chúng ta cũng phải trở qua trở lại cho nó đều nhé các bạn. Và sau đó vớt ra. Sau khi vớt ra xong thì chúng ta sẽ bỏ lại và chiên một lần nữa thì miếng thịt của chúng ta sẽ vàng và giòn hơn nhé các bạn nhé. Và sau đây mình sẽ làm món salad để ăn chung với thịt nha các bạn. Chúng ta xắt bắp cải ra cho thật mịn. Sau đó trộn vào một ít nước sốt mayonnaise, sau đó chúng ta trộn đều lên. Và đây là nước sốt tương đen ăn kèm với món thịt này. Các bạn có thể tìm mua dễ dàng ở các siêu thị bán hàng Hàn Quốc. Thế là mình đã hoàn thành xong. Chúc các bạn ngon miệng với món thịt cốt lết chiên giòn. Món thịt này thơm mùi cà ri rất hấp dẫn nha các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Kim Chi của nhà mình. Và bạn nào mà chưa bấm đăng ký, vui lòng bấm đăng ký để ủng hộ cho nhà mình nhé. Mình xin cầu chúc mọi điều tốt đẹp và may mắn luôn đến với các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn trong những chương trình tiếp theo.